vía Bồ Tát Phổ Hiền thành đạo. Phổ Hiền dịch âm là Tam Mạng Đà Bạc Đà La hoặc Tam Mạng Đà Bạc Đà. Phổ là biến khắp, Hiền là đẳng giác Bồ Tát. Phổ Hiền là vị Bồ Tát đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sinh mà hiện thân hóa độ. Theo kinh Pháp Hoa, Ngài là vị Bồ Tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Tượng Vương Như Lai, phía đông cõi Ta Bà. Nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa, liền lãnh đạo 500 vị Đại Bồ Tát đến nghe Pháp và phát tâm hộ trì chính Pháp của Đức Phật Thích Ca. Phổ Hiền Bồ Tát được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo Pháp và đại diện cho bình đẳng tính trí, tức là trí tuệ, thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Nhưng ngày vía Bồ Tát Phổ Hiền thành đạo, Bửu Liên kính chúc quý Phật tử, quý bạn có được chân lý và hiểu thấu ý nghĩa của trí tuệ sáng suốt như Ngài. Ngoài việc cung dưỡng Bồ Tát, chúng ta hãy thường xuyên làm những việc tốt như ăn chay, phóng sinh, bố thí, không phạm giới luật, không sát sinh, trụ bỏ tham, sân, si, kính lễ Phổ Hiền Bồ Tát bằng chính cách sống hướng tới trí huệ.